Dạ mến chào các bạn, thì hôm nay là lần đầu tiên nông cơ Vũ Văn Bự về một con máy đào rất là to, to nhất từ hổm rầy, đó là con BC60. Thì nói chung là cái phương châm thì mua máy nhỏ về bán, nhưng mà bây giờ thấy người ta hỏi máy đào lớn nhiều quá thì cũng mua máy lớn về, để ai có nhu cầu máy lớn thì mua máy lớn, máy nhỏ thì mua máy nhỏ. Thì về một con này thì nó tuyệt vời các bạn. Tội mà các bạn thấy cái vàng đây, cái lam nè, thấy không, nước sơn đồ rin theo xe luôn các bạn nha. Rồi bánh xích cao su, mà cái xích này nó dày khủng khiếp chưa nè, cái vàng chân nè. Cái con xe này thì ở bên đó nó không có đi cuốc đi cày, mà nó sử dụng cho cái ngành mà xây dựng, hình như nó chỉ có múc trộn bê tông rồi thôi đó, thành thử ra là nó xài nó còn rất là ngon luôn. Thì đó, mâm quay toa nè, rim theo xe nè, chưa có đụng, chưa có rửa ra luôn, chứ không phải nói là đụng ốc nữa đó, các bạn thấy không, chứng minh nè, chưa từng đụng tới nha các bạn nha. Cái ti nó nè, nó cái ti khủng chưa, 0.3 nó khủng chưa. Bề ngang này coi được mấy mét, 1 mét 2 mét, khoảng 2 mét 6 à, thông thường là nó 2 mét 6. Con này là con này BC60-6, là nó là gầu này, các bạn cứ lấy số chia 2 là nó ra 60 chia 2 thành ra 30, 60 là nó cái xác, cái này nó là 6 tấn. Nó 6 tấn rồi cộng thêm cái cần nữa 2 tấn thì con này 8 tấn 1 các bạn. Thêm cần với vỏ nữa là 8 tấn 1. Con này 8 tấn 1 thì 60 thì chia 2 thành ra 3, 30 là gầu 0.3. Đó là nó vậy. Nói về dàn chân thì khỏi chê rồi. Về dàn trên này cũng không chê được luôn. Động cơ nó chỗ nào cháu? À, động cơ nó nằm ở trên hả? Đâu? À, động cơ đây, dỡ nắp lên. Động cơ Komatsu. Komatsu. À, đó, động cơ nó nè. Nguyên bản nha. Hồi đó có tấm sắt chặn ở đây không ta? Giờ sao vậy? Đó nó rớt xuống đó mòn này. Đó, có sâu, đây là đồ thâm nhớt. Nhớt quá đẹp. Đó. Lọc dầu nè. Nước nè. Thì trước có cả cái kết để làm lễ quạt mát dầu thủy lực rồi luôn. Cái này đó gì vậy? Này hả? Cái này là báo bị nghẹt, nghẹt lực gió. Rồi, động cơ là 4 máy. Bao nhiêu mã lực? Nó có cái đeo một bên nè, nó có đeo máy một bên. À, mã lực dưới kia có. À vậy hả? Dưới có 55 mã lực sao? Rồi, đi xuống chỗ đây, trên trần đó nè, đó. Bộ quay toa nè, bộ tấm thông nè, két nhớt. Cái này xài một cặp bình ắc quy luôn nha, 24V nha, lực gió chắc mang ra thổi đồ lại. Nói chung ở bên đó nó xài rồi, mình về mình phải thổi đồ lại. Hả? À, bơm bê tông, không dỡ nắp không được hả? À, bơm có chỉ mở trên thôi. Bơm bê tông 2 tầng ha. 2 tầng bơm. Bơm lớn luôn á. Rồi. Ở đây có đường búa luôn nè, đó. Phải không? Mà vô có đường búa luôn. Hả? Có đường búa. Có đường búa luôn nè. Đầy đủ nè. Con búa mà khóa đường búa lại rồi. Khóa đường búa lại. Đây, khóa từ này qua này. Con búa lên đây, nếu mình lên là lên đây. Khóa rồi. Kích lên đó. Đây là ụ quay toa, đây là tâm thông. Thông thường mà chân mà nó yếu á,
bạn tháo bốn ốc tăng thâm này ra, trong đó nó có mấy cái sin, thay sin đó là hết yếu chân. Rồi, kinh nghiệm tại vì mình làm bao nhiêu năm ở cái mà cây máy đào này rồi, mình biết mình làm là cả chục chiếc máy đào á, công ty bên mình làm á, quản lý dàn xe đó mà. Ây, lên đây xem tắp lô nha. Ồ, tắp lô xài dàn nút điều khiển rất là đẹp ha. Cái này giờ kiếm có cái nóng. Hả? Có máy nóng. Kiếm gì đánh bát lên. Nha, lấy dầu bát á. Con này nếu mà chạy về rất ít nha, mới 4.081 giờ thôi. Rất ít các bạn. Alo. Đây là bộ công tắc nè. Auto. Rồi. Tốc độ nhanh chậm nè. À, quạt nhanh chậm. Đèn. Gạt nước. Cái gì đây? Nhanh chậm đây. Đậu. À, ngừng lại. B là ngừng. Ha. Rồi. Ê, lên đây Tâm. Chú. Ở đây là công tắc này là gì trong? Máy công tắc của cái máy sửa ống sâu nè. À đây. Đây là cái này ngừng nè. Phê là ngừng nè. Có cái đèn này nè. Không. Phê là ngừng, cái này quạt. Ừ. Cái này là tốc độ nhanh đúng chậm. Đúng rồi. Chạy nhanh chậm nè, rua thỏ nè. Dạ có rồi, chỉ cần bật bằng chế. Rua thỏ nè. Đúng rồi. Rồi đây là gạt nước, đây là đèn. Đây là quạt nhanh chậm, đây là mình bật qua chế độ ô tô và tự động và bình thường. Rồi. Rồi cháu lên cháu điều khiển cho chú xem thử một tí coi. Tay lấy thủy nha. Hả? Tay lấy thủy nha. Tay lấy thủy các bạn. Bơm bích tông tay lấy thủy, bơm tông 2 tầng tay lấy thủy. 3 tầng tay lấy thủy. 8 tầng 1. À, động cơ rồi. Động cơ. Rồi, con này là đây. À, 55 ngựa. 55 ngựa. Cái mà cái này nó không tính dầu á là 7 tấn, nó tính dầu nữa là 8 tấn mốt các bạn. Nguyên con này á là 8.100 kg nè. Đó. À, chạy tốc độ được 5 km một giờ. À, 55 mã lực. Rồi. Được chưa? Có chân sập nha. Quay ra ngoài đi. Quay ra ngoài đi. Lam.
dàn chân á. Cháu tháo lược gió ra thổi đi, nó bị ngạt lược gió rồi. Con này chậm điều khiển thành nút hết luôn. Hả? Thì bằng nút hết luôn. Rồi nó có tự động auto với lại bình thường là thí dụ như cháu vô auto á, khi mà cháu lên cần đồ này nọ là tự động ga máy nó lên. Còn mình bình thường thì nó không có chế độ đó. Con này nãy giờ đi ga ti không á? Đi ga ti hả? Xong đi ga lớn lớn. Cái dòng nó to này phải đi ra lớn. Có máy lạnh kìa. Lạnh nóng kìa. Không, lạnh nóng kìa. Một bên lạnh bên nóng. Nóng là cháu điều chỉnh là nó lấy cái hơi nóng từ cái nước của cái máy nó mang lên nó sấy. Rồi. Để tí chú lên chú điều khiển thử coi. Là chú biết à. Ây da. Ướt vậy ta. Bình thường nè, tự động nè, bình thường nè, bình thường là ga bình thường luôn. Thí dụ như giờ bình thường nè, bây giờ thí dụ như tự động này nha, cháu vô tự động như vậy thì khi mà cháu kéo, thí dụ cháu kéo cái này đi là tự ga nó lên. Còn nếu mà bình thường nè thì ga nó sẽ không lên. Không, khóa cần bật lên. Cái gì đây? Đây còn tự động ra. Thấy không? Tự động nghe nó khác liền, thấy không? Cái bơm nó sẽ tự động. Nó phải, nó sẽ tự động nó tăng đủ cái tua để nó lên. Đây. Tốc độ nhanh chậm. Lô, có hai con thì có ba con. Thì anh chịu bao ba con mà điện có hai con nhiêu? Nè bật lên nó mát luôn nè. Anh chịu bao mấy con? Rồi bạn nào mua thì alo các bạn nha. Ừ, hai con thôi. Rồi, mến chào các bạn.